Bí ẩn tác phẩm nổi tiếng phần 42. Đây là tác phẩm The Arnolfini Portrait của họa sĩ Jan van Eyck, là một trong những bức tranh đáng ngạc nhiên và bí ẩn trong lịch sử nghệ thuật. Vẽ vào năm 1434, tác phẩm này miêu tả một cặp vợ chồng giàu có, Giovanni di Nicolao Arnolfini và vợ ông, trong một căn phòng sang trọng. Các đối tượng và biểu tượng trong tác phẩm cũng gây tranh cãi và tạo ra sự tò mò. Ví dụ, chiếc giày tại chân của Giovanni được tháo ra, cho thấy đây có thể là một nghi lễ cưới hoặc một hành động mang ý nghĩa tôn giáo. Các vật phẩm trên bàn gồm của táo, một biểu tượng của tình yêu và cảnh báo về sự trầm trọng của hôn nhân. Tiếp theo, trên tường phía sau cặp vợ chồng, có một gương lớn phản chiếu hình ảnh của nhóm người khác, bao gồm cả họa sĩ Jan van Eyck. Sự xuất hiện bất ngờ của họa sĩ trong bức tranh đã gợi lên nhiều câu hỏi về ý nghĩa và vai trò của ông trong việc tái hiện tác phẩm này. Tác phẩm The Arnolfini Portrait không chỉ là một bức tranh chân thực và tinh tế trong việc tái hiện chi tiết, mà còn là một tác phẩm đầy ý nghĩa sâu xa và bí ẩn.